Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Diệp Minh một mặt chán ghét xoay mặt đi, Phong Vô Thượng thì dương dương đắc ý, tiếp tục nói, công chúa nếu như không vội vã, không bằng đi trước trong phủ nhỏ ngồi một lát. Khương Tuyết nói, không cần, Vô Thượng huynh đi trước chuẩn bị, chúng ta sau 3 canh giờ xuất phát. Phong Vô Thượng gật đầu, tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Phong Vô Thượng đi không bao lâu, Diệp Minh trên mặt vui vẻ, nguyên lai là Chu Hạo đến. Chu Hạo năm ngoái liền rời đi Thanh Long học viện, vẫn như cũ hồi trở lại hắn Yến quận làm quận trưởng, cũng tính tương đối có tiền đồ. Diệp Minh vừa đến Thanh Long cảnh nội, liền thông báo Chu Hạo, Chu Hạo lập tức liền mang theo Hương Hương chạy đến gặp nhau. Đại ca, Chu Hạo đã sớm lớn lên thành người, cái đầu đuổi sát Diệp Minh, mà lại người cũng sinh đến tuấn mỹ. Diệp Minh trong lòng ấm áp, dùng sức ôm hắn một thoáng vị tiểu huynh đệ này, hỏi, ta không phải không nhường ngươi tới sao? Chu Hạo gãi gãi đầu, rất lâu không có thấy đại ca, hết sức là tưởng niệm, ta cùng Hương Hương vừa thương lượng lại tới. Diệp Minh cười giới thiệu Khương Tuyết, vị này là Khương Tuyết, Chu Tước Hoàng Triều công chúa. Chu Hạo hơi kém nắm đầu lưỡi cắn đi, trong lòng tự nhủ ta đại ca thực ngưu a, mỹ nữ bên cạnh một cái thi đấu một cái xinh đẹp, hơn nữa còn là thân phận tôn quý công chúa đây. Tham kiến công chúa điện hạ, Chu Hạo cùng Hương Hương chào. Khương Tuyết thật không có cao cao tại thượng, gật gật đầu, không cần đa lễ, các ngươi là Diệp Minh bằng hữu, cũng là bạn của ta. Chu Hạo nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta không là bằng hữu, hắn là ta anh ruột. Diệp Minh trợn trắng mắt, bớt lắm mồm, ta hỏi ngươi, quận trưởng làm tạm được. Chu Hạo cười khổ, lần trước yêu ma chi loạn, bách tính trôi giạt khắp nơi, thương vong thảm trọng, trong khoảng thời gian này toàn vội vàng thiện hậu. Diệp Minh, loại sự tình này, phía trên hẳn là có sắp xếp à. Chu Hạo hận hận nói, lần trước yêu ma chi loạn, Yến quận tổn thất rất lớn, dưới triều đình phát 100 ức võ thần tệ trần tài. Có thể đại ca ngươi biết không, khoản tiền kia bị tầng tầng cắt xén, đến quận bên trên, thế mà chỉ còn thừa lại 100 triệu. 100 triệu có thể làm gì à? Ta hiện tại đang phát sầu đây. Diệp Minh kinh ngạc hỏi, bọn hắn lại đen như vậy. Chu Hạo cười lạnh, đâu chỉ đen à, đơn giản liền là táng tận thiên lương. Diệp Minh nhẹ nhàng thở dài, hoàng triều thống trị, chỗ nào đều một dạng, ngươi thói quen liền tốt. Có đôi khi thật muốn gia nhập Hạo Thiên giáo, đánh ngã đám kia miệng đầy nhân nghĩa, trên thực tế lại so cường đạo đều ác khốn kiếp, Chu Hạo nói. Diệp Minh nói, không nên nói bậy, gia nhập Hạo Thiên giáo, ngươi nhưng chính là phản tặc, sẽ bị xử tử. Chu Hạo hừ một tiếng, ta mới không sợ. Diệp Minh trong lòng hơi động, hắn hiện tại nắm trong tay Hạo Thiên giáo, như nhường Chu Hạo gia nhập cũng không tệ. Hắn cũng có thể chiếu cố một ít. Bất quá việc này không thể làm Khương Tuyết mặt giảng. Hắn nói, ngươi về trước Yến quận đi, chuyện chỗ này, ta đi tìm ngươi. Chu Hạo mừng rỡ, tốt, đại ca có thể nhất định phải đi. Yến quận không ít người cũ đều nghĩ thấy đại ca đây. Diệp Minh gật đầu, nhất định đi. Diệp Minh cùng Chu Hạo nói chuyện với nhau thời khắc, hư thiên giới một chỗ thần bí chi địa, năm tên thiếu niên bộ dáng người ngồi cùng một chỗ. Nếu như Diệp Minh tại, liền có thể nhận ra trong đó hai người phân biệt là Chu Tước Đại Đế cùng Thanh Long Đại Đế. Năm người ngồi yên lặng, Thanh Long Đại Đế đầu tiên mở miệng, chúng ta năm người chí ít có ngàn năm chưa từng tụ hội. Chu Tước Đại Đế, tiểu côn trùng, ngươi cũng đừng phiến tình, nói thẳng chính sự. Thanh Long Đại Đế gật đầu, chắc hẳn chư vị đối trước đây không lâu yêu ma chi loạn ký ức vẫn còn mới mẻ à. Huyền Vũ Đại Đế là vị thiếu niên mặc áo đen, hắn hỏi, chẳng lẽ bọn hắn lại có động tác mới? Thanh Long Đại Đế, ta đã nhận được tin tức, Thú Hoàng đã thành công dung hợp Thái A đại thế giới ý chí, hắn chuẩn bị tiến đánh Thiên Nguyên đại lục. Thú Hoàng thực lực tuy mạnh, thế nhưng không đến mức để cho chúng ta e ngại. Bạch Hổ Đại Đế nói, có phải hay không còn có mặt khác tin tức xấu? Thanh Long Đại Đế thở dài, cái kia Thú Hoàng 10 phần gian trá, hắn đang cùng yêu ma chiến trường bên trên một tôn ma hoàng hợp lại, ước định cùng một chỗ tiến đánh Thiên Nguyên. Cái gì? Ngoài ra Đại Đế khiếp sợ, sao lại thế? Thanh Long Đại Đế, tin tức 10 phần đáng tin. Chu Tước Đại Đế, mà lại tình huống so này càng hỏng bét, cái kia Tề Thiên giáo khí thế hung hăng. Mục tiêu của bọn hắn là muốn thành lập thống nhất Hoàng Triều, muốn đem chúng ta năm đại Hoàng Triều thay vào đó. Cho nên nói một cách chính xác hơn, chúng ta đem đối mặt tam đại cỗ kẻ địch, mỗi một cái đều khó đối phó. Các ngươi cứ yên tâm đi, thống nhất Thiên Nguyên nhất định không phải Tề Thiên giáo. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, một lão giả chậm rãi đi ra. Vừa nhìn thấy tên lão giả này, năm vị đại đế đều đột nhiên đứng lên, cùng nhau nói, người thủ mộ. Lão già thản nhiên nói, không sai, ta là người thủ mộ, một cái dần dần già đi, vẫn còn tại thay chủ nhân thủ mộ nô tài.
Thanh Long Đại Đế híp mắt lại, hỏi, người thủ mộ, ngươi không thấy Ngũ Hành Đại Đế Thủ Lăng, chạy tới nơi này làm gì? Mà lại ngươi là làm sao biết chúng ta ở đây tụ hội? Này không tính là gì bí mật. Người thủ mộ nói, Hoàng Kim vệ khắp năm Đại Hoàng Triều, ta rất dễ dàng liền có thể sưu tập đến tình báo. Thanh Long Đại Đế than nhẹ một tiếng, nói, Ngũ Hành Đại Đế sớm đã ngã xuống, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Nói câu không xuôi tai, ngươi đến đỡ cái vị kia thần triều Di Cô căn bản không có gì thiên phú, hắn tuy có Ngũ Hành Đại Đế huyết mạch, nhưng mà cũng không thích hợp thành tựu vương cầu bá nghiệp. Lão giả tầng tầng hừ một cái, nói, thần chủ đại nhân tư chất nghịch thiên, trí tuệ như biển, vượt xa các ngươi năm người, các ngươi có tư cách gì xem thường hắn? Bạch Hổ Đại Đế ha ha cười rộ lên, người thủ mộ, chúng ta là nể tình Ngũ Hành Đại Đế mức, những năm này mới mặc hắn giày vò. Bằng không ngươi cho rằng Hoàng Kim vệ có thể đi cho tới hôm nay, trở thành ẩn hình thứ 6 hoàng triều. Người thủ mộ thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, Hoàng Kim vệ thế lực hiện tại không kém gì các ngươi bất kỳ một cái nào hoàng triều. Các ngươi mong muốn đối phó trước mắt khốn cục, liền cần Hoàng Kim vệ phối hợp. Thần chủ phái ta tới, chính là muốn cùng chư vị thương nghị. Hắn chẳng lẽ không dám đến? Chu Tước Đại Đế khinh miệt nói, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là nhát gan sao như vậy? Người thủ mộ, thần chủ thân tại Thiên Ngoại Thiên, đang tại xử lý một kiện cực kỳ trọng đại sự tình, hoàn mỹ phân thân, tại sao nhát gan nói đến? Chu Tước Đại Đế hắc hắc cười một tiếng, ta nhớ được lúc còn trẻ, chúng ta năm cái cũng không có ít đánh hắn. Người thủ mộ cao giọng nói, Chu Tước Đại Đế, thỉnh thả tôn trọng chút, bằng không hôm nay nói chuyện đem sớm kết thúc. Chu Tước Đại Đế ho một tiếng, nói đi, ngươi muốn thương nghị cái gì? Người thủ mộ, năm vị đại đế mới vừa đã nói đến Tam Phương Đại Địch, Thú Hoàng, Ma Hoàng, Tề Thiên Giáo. Có thể trên thực tế còn có một cái càng khiến người ta nhức đầu sự tình, cái kia chính là phía Bắc vị kia ngủ say yêu thần. Vừa nhắc tới yêu thần, năm vị đại đế biểu lộ đều trở nên nặng nề, thậm chí bắt đầu thở dài. Người thủ mộ, kỳ thật năm vị đại đế không cần bi quan, cái kia yêu thần kỳ thật có thể dùng cho chúng ta sử dụng. Thanh Long Đại Đế, người thủ mộ, các ngươi có kế hoạch gì? Người thủ mộ, biện pháp là thần chủ nghĩ tới, nó có thể làm cho chúng ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để tiêu diệt cái kia tôn yêu thần. Năm vị đại đế cùng nhau chấn động, nói, mau nói. Người thủ mộ nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tạo một tôn thần sáng ra tới, khiến cho giống thú hoàng một dạng luyện hóa thiên nguyên đại lục thiên ý là đủ. Năm vị đại đế lắc đầu liên tục, dồn dập nói không thể. Huyền Vũ Đại Đế, thiên nguyên thần linh đều do tứ đại thần thổ hoặc hoàng triều sắc phong, chúng ta tạo một tôn cường thế thần ra tới, chẳng lẽ không phải chịu lấy hắn khống chế? Này pháp không thể được. Người thủ mộ, thiên nguyên mong muốn miễn ở tai kiếp liền nhất định phải làm như thế, bằng không như thế nào chống lại thú hoàng? Như thế nào chống lại ma hoàng? Lại như thế nào đối mặt Tề Thiên Giáo? Huống chi, còn có một cái muốn ăn đi hơn phân nửa nhân khẩu yêu thần phệ cổ. Năm vị đại đế trầm mặc, bọn hắn xác thực bất lực, nghĩ không ra những biện pháp khác. Người thủ mộ tiếp tục thuyết phục, thần chủ đại nhân tại Thiên Ngoại Thiên phát hiện một viên tiên thiên thần thai. Theo thần chủ quan sát, cái kia thần thai một khi xuất thế, liền sẽ có được trường sinh bát cảnh thực lực. Như lại thêm chúng ta thiên nguyên đại lục thiên ý, nó nhất định có thể đi vào trường sinh cửu cảnh. Có dạng này một tôn thần sáng, thiên nguyên đại lục có thể bảo vệ an toàn không có chuyện gì. Thú hoàng, ma hoàng cũng tốt, Tề Thiên Giáo, phệ cổ cũng tốt, đều không là vấn đề. Càng quan trọng hơn là, thiên nguyên đại lục thần linh hơn phân nửa đều bị tứ đại thần thổ khống chế. Mà có người tôn chủ này thần, tứ đại thần thổ địa vị đem rớt xuống ngàn trượng, lưu lạc làm thánh địa tồn tại, lại cũng vô lực cùng chúng ta chống lại. Một đầu cuối cùng, nhường năm vị đại đế cũng vì đó tâm động. 10 vạn năm qua, năm đại hoàng triều một mực tại nỗ lực thoát khỏi tứ đại thần thổ, nhưng lại chưa bao giờ thành công qua, thậm chí không có nhiều hiệu quả. Lúc này có cơ hội, bọn hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Trong bóng tối sau khi trao đổi, Thanh Long Đại Đế nói, chúng ta sơ bộ đồng ý. Bất quá, cái kia tiên thiên thần thai nhất định phải giao cho chúng ta bồi dưỡng. Người thủ mộ lắc đầu, thần thai nhất định phải do thần chủ đại nhân chăn nuôi, nếu như năm vị đại đế không đồng ý, việc này dừng ở đây. Thanh Long Đại Đế nói, người thủ mộ, thần thai nhất định phải do chúng ta bồi dưỡng. Người thủ mộ, thật có lỗi, thần thai để cho thần chủ chăn nuôi. Hai bên tranh chấp một lúc lâu, cuối cùng đều thối lui một bước, thần thai do năm vị đại đế cùng thần chủ chung nhau chăn nuôi. Thiên Nguyên Đại Lục phát sinh như vậy một kiện việc lớn, Diệp Minh hoàn toàn không có không biết. Chờ Chu Hạo đi không lâu sau, Phong Vô Thượng đã đến, phía sau hắn theo một đám cao thủ, xem ra đều là hắn mời tới viện binh. Diệp Minh không kinh ngạc chút nào, lạnh lùng nói, thế nào, sợ hãi tại hư thiên giới bị đánh, cho nên tìm như thế giúp đỡ. Đánh rắm, Phong Vô Thượng không để ý hình ảnh, làm lộ nói tục, thực lực ngươi mặc dù không sai, nhưng tại toàn bộ Thanh Long Hoàng Triều cũng không tính là cái gì, ta sẽ sợ ngươi.
Diệp Minh cười lạnh một tiếng, nói, vậy chúng ta tại võ quân sa mạc thấy. Dứt lời, hắn cùng Khương Tuyết linh hồn liền hình chiếu đến hư thiên giới. Phong Vô Thượng mấy người cũng lần lượt hình chiếu tiến vào hư thiên giới, một đám người cứ như vậy xuất hiện ở võ quân sa mạc. Võ quân sa mạc liền là một mảnh vô biên vô tận sa mạc, tình cơ có thể thấy một chút lưu lại di tích cổ, đó là cổ thiên đình thời đại vật lưu lại. Phong Vô Thượng, công chúa, cổ thiên đình di chỉ có rất nhiều, võ quân trong sa mạc cũng không nhiều, không bằng chúng ta đổi chỗ khác. Võ quân sa mạc đối Diệp Minh có lợi, hắn tự nhiên nghĩ chuyển sang nơi khác. Khương Tuyết đương nhiên sẽ không đáp ứng, nói, trước tìm một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện. Nói xong liền cùng Diệp Minh tách ra, về phía bên trái đi đến. Diệp Minh thì hướng mặt phải đi. Phong Vô Thượng trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, ra hiệu một đám người đi theo Khương Tuyết. Bản thân hắn thì mang theo một nhóm cao thủ, xa xa ngừng lấy Diệp Minh, chuẩn bị tìm một cơ hội ra tay. Phong Vô Thượng bên người theo 12 người, cơ hồ đều là võ thánh cấp cường giả. Phong Vô Thượng bản thân cũng đạt tới võ tôn cấp độ, bọn hắn cùng sau lưng Diệp Minh, rõ ràng không có hảo ý. Trạch Thiên Ký đi. Điện hạ, kẻ này thật gan lớn, lại dám cùng công chúa tách ra, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta đối phó hắn? Một tên cấp dưới hỏi. Phong Vô Thượng cười lạnh, hắn là một cái tự đại ngớ ngẩn, cho là có chút bản lãnh là có thể tung hoành thiên hạ. Hừ, một hồi khiến cho hắn nếm thử tuyệt hồn trận mùi vị. Nhớ kỹ, không nên tùy tiện giết chết hắn, ta phải thật tốt tra tấn tên chó chết này. Điện hạ có phải hay không nhỏ nói thành to. Tiểu tử này mạnh hơn cũng chính là võ quân, cho dù ở võ quân sa mạc, trong chúng ta bất kỳ một cái nào cũng có thể bắt lấy hắn. Một tên thuộc hạ không biết Diệp Minh chiến tích, thế là nói ra. Phong Vô Thượng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tuyệt đối không nên chủ quan. Biết lần trước hắn tại Võ Tông Bình Nguyên giết nhiều ít võ thần sao? Cái gì? Hắn tại hư thiên giới giết qua võ thần. Tên kia thuộc hạ sắc mặt nhất biến, lộ ra thật sâu kiêng kỵ vẻ. Võ thần mạnh mẽ, dù cho tại Võ Tông Bình Nguyên cũng vượt xa võ tông, tại sao lại bị giết chết? Cái này Diệp Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Kẻ này đúng là thiên tài, bất quá chỉ là quá phách lối, không thể là vì bản thân ta sử dụng, bởi vậy nhất định phải diệt trừ. Các ngươi nắm diệt hồn châm chuẩn bị xong, một khi phát hiện hắn muốn chạy trốn thoát, lập tức tru diệt. Phong Vô Thượng hung tợn nói. Đúng, mọi người tuân mệnh. Diệp Minh hành tẩu trong sa mạc, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn biết Phong Vô Thượng nhất định sẽ ra tay, nếu như hắn là Phong Vô Thượng, hắn cũng sẽ ra tay. Hắn đang nghĩ ngợi, muốn thế nào giáo huấn Phong Vô Thượng một trầu, hoặc là dứt khoát đem hắn giết chết, trong đầu chợt vang lên thiên đình ý chí thanh âm. Thí luyện giả Diệp Minh, võ quân trong sa mạc có một tòa cung điện giấu ở thời không bên trong, ngươi nếu có thể tiến vào bên trong, liền có thể trở thành cung điện chủ nhân. Diệp Minh ngạc nhiên nói, cái gì cung điện, bên trong có không bảo bối? Cái kia là năm đó thiên đế trưởng tử, Trúc Thiên Tử ở cung điện, tên vì Trường Sinh Điện. Trúc Thiên tinh thiện đan đạo, trận pháp, nguyên bản hắn có khả năng kế thừa thiên đế vị trí, đáng tiếc thiên đình một buổi sáng vỡ vụn, Trúc Thiên Tử cũng tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Thiên đình ý chí nói, Trường Sinh Điện là trước mắt thiên đình di chỉ bên trong duy nhất bảo tồn hoàn chỉnh cung điện, bên trong chân bảo hẳn là còn ở. Diệp Minh trong lòng nhất thời nóng bỏng, liền giáo huấn Phong Vô Thượng tâm tư đều phai nhạt, hỏi, tin tức này chỉ có ta biết sao? Đúng thế, ngươi thân là thí luyện giả, có ưu tiên biết được quyền lợi, những người còn lại không cách nào biết được tương quan tin tức. Thiên đình ý chí nói, bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, những người còn lại nếu như vận khí đủ tốt, đồng dạng có thể tìm được Trường Sinh Điện. Như thế nào mới có thể tìm tới đồng tiến vào Trường Sinh Điện? Diệp Minh hỏi then chốt. Cách mỗi 12 canh giờ, Trường Sinh Điện lại ở võ quân sa mạc bất luận cái gì một điểm ngẫu nhiên hiển hiện. Cho nên ta vô phương cáo chi ngươi xác thực vị trí, hết thảy muốn dựa vào vận khí. Tiến vào Trường Sinh Điện tương đối khó khăn, cần phá giải ngoài điện đại trận. Thiên đình ý chí nói, trong trí nhớ, có 13 người cố gắng tiến vào Trường Sinh Điện, nhưng mà đều thất bại. Diệp Minh gật gật đầu, ta hiểu được, đa tạ. Thiên đình ý chí lại biến mất, Diệp Minh hợp lại phải nhanh nắm Phong Vô Thượng đám người đuổi đi, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn tìm kiếm Trường Sinh Điện. Mắt nhìn lấy Diệp Minh đi đủ xa, Phong Vô Thượng mấy người lập tức đuổi kịp, tứ tán nắm Diệp Minh vây đến trung ương. Diệp Minh dừng lại, lạnh lùng quét mắt mấy người, chuyện gì? Phong Vô Thượng cười lạnh, Diệp Minh, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi không buông tha ta thì sao? Diệp Minh một mặt khinh thị, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, liền muốn đối phó ta. Này rõ ràng bị xem thường, Phong Vô Thượng mấy người nhất thời giận dữ, một tên thuộc hạ quát, Diệp Minh, ngươi đã là người chết, còn hung hăng càn quấy cái gì? Ầm ầm, 12 người bỗng nhiên đồng thời xuất ra một cây trận kỳ, một thanh cắm vào hạt cát bên trong. Chỉ một thoáng cát bay đá chạy, khói đen tràn ngập, một cỗ âm trầm lực lượng kinh khủng bao phủ hiện trường, Diệp Minh cảm giác cực không thoải mái. Ha ha ha, Diệp Minh, đây là vì ngươi chuẩn bị tuyệt hồn trận, tại tuyệt hồn trong trận,
ngươi thậm chí vô phương rời khỏi hư thiên giới, chỉ có thể chậm rãi bị chịu chết. Diệp Minh thanh âm truyền ra, ngớ ngẩn, không biết ta am hiểu nhất phù trận sao? Hừ, ngươi am hiểu lại như thế nào? Đồng dạng muốn chết ở bên trong, ra tay. Tì tì. 13 người, tính cả Phong Vô Thượng ở bên trong, đồng thời hướng Diệp Minh mãnh liệt bắn tang hồn châm. Đáng tiếc là, nay chút châm còn chưa tiếp xúc Diệp Minh, liền bị như ý pháp bảo hình thành hộ thể kinh khí trấn khai. Diệp Minh nhanh chóng tính toán, viên mãn thất nguyên toán trận, tăng thêm cấp 7 toán trận cùng nhân quả vòng, nửa khắc đồng hồ không đến, hắn đã tìm được tuyệt hồn trận thiếu hụt. Hắn lấy ra 3 cái võ thần tệ, toàn lực thôi động phía dưới, võ thần tệ hóa thành 3 sợi thần mang, phân biệt bắn về phía tuyệt hồn trận 3 cái vị trí. Ầm ầm, tuyệt hồn trận lập tức run rẩy dữ dội dâng lên, sau đó oanh đến một tiếng nổ tung, 12 người đều bị đánh bay, liền Phong Vô Thượng đều chịu ảnh hưởng. Phong Vô Thượng còn chưa kịp theo trong khiếp sợ hoàn hồn, Diệp Minh liền như quỷ mị lấn đến gần, hai cái thiết quyền dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh ra. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, Phong Vô Thượng liền chịu mấy trăm quyền, bị đánh mặt mũi bầm dập, một ngụm tốt răng đều rơi sạch. Thảm hại hơn chính là, Diệp Minh còn tại hắn hạ bộ đá mấy cước, tạo thành cực kỳ thống khổ tổn thương. 12 tên cấp dưới đều choáng váng, đây không phải lưu manh đánh nhau sao? Hoảng bước lên phía trước giúp đỡ, mà ở võ quân trong sa mạc, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế tại võ quân cấp độ. Võ quân đối võ quân, bọn hắn so Diệp Minh kém cách xa vạn dặm. Oanh, người vừa tới, liền bị Diệp Minh một quyền đánh bay, làm người tan tác. Thế là, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau, 12 tên cấp dưới đều đã nằm xuống đất. Thừa dịp cái này lỗ hổng, Phong Vô Thượng thúc giục hư thiên lệnh, thoát đi hư thiên giới. Theo sát phía sau, người khác bọn thuộc hạ cũng rời đi, không còn dám có một lát dừng lại. Diệp Minh cũng không chuẩn bị thật hạ sát thủ, dù sao chuyện này mọi người đều biết, một phần vạn thật giết Phong Vô Thượng. Cái kia chính là cùng Thanh Long Hoàng Triều không để ý mặt mũi, trước mắt vẫn chưa tới một bước kia. Đối với cái này Phong Vô Thượng, nho nhỏ giáo huấn một lần là được rồi, dù cho thật muốn giết hắn, cũng tuyệt không phải ở trong tình hình này. Dễ dàng liền đuổi chạy Phong Vô Thượng, Diệp Minh bắt đầu ở võ quân trong sa mạc tìm kiếm Trường Sinh Điện. Bởi vì không biết Trường Sinh Điện khi nào xuất hiện, tại chỗ nào xuất hiện, cho nên hắn chỉ có thể tìm vận may. Vận khí như tốt, chẳng mấy chốc sẽ có phát hiện, vận khí nếu là không tốt, hắn có thể muốn tìm tới mấy tháng, thậm chí mấy năm. Tìm kiếm Trường Sinh Điện lúc, hắn ngoài ý muốn. Gặp một đám người kia toàn bộ ăn mặc màu đen trường bào, một người trong đó nhìn qua là vị thiếu niên, tầm mắt băng lãnh, trong tay hắn bưng lấy một cái giống la bàn đồ vật, vừa đi vừa nghỉ. Hai bên không hẹn mà gặp, thiếu niên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Minh, sau đó thấp giọng phân phó bên người người, diệt trừ. Thế là từ trong đám người, đi ra một tên người áo đen, trực tiếp hướng Diệp Minh tới gần. Trên mặt của hắn, mang theo dữ tợn ý cười, một bên tiếp cận một bên hỏi, tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, lập tức lăn ra võ quân sa mạc. Đến đây là hết rồi. Mọi người like và đăng ký kênh để chờ đón phần tiếp theo nha.